Em thấy bé Tuyền sao? Bé Tuyền á thì em thấy tính bé thì dễ thương, đáng yêu. Nhưng mà là bé con nít đó. Con nít. Đúng rồi, mới 97 thì còn nhiều khi suy nghĩ chưa được chín chắn thôi. Nên lâu lâu thì giống như hôm qua hay hơi giận dỗ một xíu. Nhưng mà cũng không có gì, nói chung là tính tốt. Em có hay gì? Anh cho em coi cái mặt anh có nốt ruồi nào không? Nốt ruồi ngay đây thôi. Lấy gì? Hình như anh cũng... ý là hay buồn về ban đêm đúng không? Thường có nốt ruồi ở đây, em cũng có nè. Nói chung là em cũng hay buồn. Nhưng mà buồn không ai biết. Tại vì những người, anh thấy em cũng vậy á. Em cũng vui vui vậy mà những người hay thể hiện vui vui vậy á. Tối về hay là mình buồn? Không, em cũng không phải thể hiện, nhưng mà ý là thì nhiều khi cũng có nhiều lúc em cũng trầm lắng lại chứ bộ. Phải lúc nào em cũng vui đâu. Nói chung anh thì cứ sống thật thôi. Anh thì sau này đỡ, sau này đỡ thể hiện bên ngoài. Là dạng như nếu anh buồn thì anh cũng sẽ ít nói bớt. Anh sẽ im. Thật ra bây giờ đang hoang mang, tại vì em nghĩ là em vào nhà chung thì sẽ không có ai làm mà em bị phân tâm trong cái mối quan hệ giữa em với lại Tuyền. Nhưng mà có một người làm em khá là bị phân tâm, phân tán. Đó là Vi. Thấy cô gái này, một là sống rất tự lập, tự bươn chải, tự kiếm sống, biết nấu ăn và rất là mạnh mẽ. Nói chuyện thì khá là trưởng thành. Tính cách thì cũng... nói chung tính cách thì cũng khá là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Có thể nói những lúc cần nói, có thể tiết chế những lúc không cần thiết. Nói chung Vi là một con người mà Phú khá là quan tâm trong thời điểm hiện tại. Nói chuyện thì có những cái buổi nói chuyện riêng thì cảm thấy là Vi nói chuyện cũng khá hợp. Thành ra là cũng cảm thấy hơi hoang mang, không biết là mình đang định làm cái gì ở đây đây. Mình liệu có sai ở một cái chỗ nào hay không. Sáng nay các cô gái thật may mắn khi được Phú phục vụ bữa ăn sáng. Hôm qua đi ăn luôn. Anh công nhận không ngờ em cũng khùng vậy luôn á. Hay à? Em cũng chịu khùng lắm á, anh Phú. Ừ. Không mà. Lúc đầu á anh thấy em anh nghĩ em hiền lắm. Đảm. Nhưng mà em cũng khùng lắm á. Em nhận nở. Em nhận được anh nở. Nước sôi nha, nước sôi. Ê, chết. Nè, nước nha. Ủa mà tí thôi, anh với Tuyền đi đâu không? Đi chơi. Nếu mà có chị ở đây thì cũng sẽ đi, nếu mà có bốn người đi sẽ vui hơn. Ờ, cũng về hết cơ. Vậy là nhân lúc mọi người đều đi làm, Phú và Tuyền đã có một cuộc hẹn riêng. Trời, ghê lắm quá ta. Ừ. Che chén lại để nguyên cái mặt đen mà cái chén đen kì. Tuy nhiên, cuộc hẹn ấy lại thường bị ngắt quãng bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại Tuyền. Đạt nhá. Chưa, anh Đạt nhắn tối ngày. Thì sao? Thì anh cũng nhắn với em tối ngày đi. Thì anh nhắn với em tối ngày chứ gì nữa. Đạt nhắn gì vậy? Đạt hỏi uống gì chưa, có ngủ chưa không? Rồi, em nói bữa anh Đạt nói em cơ. Không mới gì quan trọng hết, cũng chỉ hỏi là bài chưa, rồi thích làm cái gì. Mà anh thì kiểu chơi với mọi người, anh có nhiều bạn nước ngoài á. Anh chơi xong anh kiểu sợi lỡi quen á, gặp nhau cứ kiểu ôm hung rồi này nọ kia. Nên anh thấy với mọi người anh cũng cứ bình thường như vậy á. Thì nhiều người lại cứ nghĩ này nghĩ kia, chứ còn anh thì bình thường, đâu sao đâu. Không thì đúng rồi, thì đúng là anh biết là cái văn hóa, cái tập tục của bên nước ngoài là như vậy. Nhưng mà thường thì nhập gia thì phải tùy tục thôi đúng không? Nếu mà ở đây mà em hôn một người có bồ thì em sẽ bị nói nhạn vậy. Thì thật ra anh Đạt không sai, nhưng mà anh Đạt đang áp dụng nó sai chỗ. T-
tình với cái Bình. Anh có nói là đi là biến nói luôn á. Không phải, tin nhắn của tổng đài. Gì mà liên tục luôn hả? Tin nhắn tổng đài báo hết điện thoại. Tí nạp cho 10.000. Không. Tin nhắn tổng đài không phải tiếng đó. Trời trời. Ừ rồi vậy thôi, lát nạp cho 10.000. Nè. Ừ. Anh tắt chuông nãy giờ thấy không? Anh để tắt chuông luôn. Ừ. Thấy thì cũng bực. Thấy kiểu mà cứ nhắn tin cho Tuyền như vậy, nhắn tin liên tục, nhắn suốt ngày luôn, cứ hỏi ăn gì chưa, rồi đang làm gì, rồi đi đâu, hôm nay có vui không, có ngủ chưa không, cứ vậy liên tục. Thì thấy cũng bực. Mà thì bực thôi, rồi tại vì thật ra ông Đạt, ông cũng không biết. Thành ra là mình cũng bực cái việc đó. Hôm qua anh hơi ngạc nhiên về Vi. Bình thường mà. Đâu? Anh cứ nghĩ, anh hồi sáng nói anh nghĩ là Vi là nãy nhã nhặn là anh nói chơi, nói cho vui thôi. Nhưng mà anh nghĩ là Vi là kiểu mới nhìn thì sẽ tưởng Vi là kiểu tiểu thư, Vi dạng tiểu thư đài cát không biết làm gì á. Nhưng mà sau khi vào bếp làm này nọ, làm nọ, làm đồ ăn này nọ thì mới hết hồn với Vi. Nghĩ hả? Giờ em làm sao? Em để chọn khác, sau em sẽ chia nó lại. Thôi em hay quá à. Em sẽ là người phụ nữ của gia đình đó Vi. Tại vì bây giờ vẫn có nhiều bạn nữ không biết nấu ăn. Vi cũng lớn rồi mà. Tuổi đó của Vi là lập gia đình được rồi. Ờ, thì Vi sinh năm 91. Vi kể cho anh nghe thì Vi yêu xa xong rồi Vi thì muốn muốn an phận. Nhưng mà cái người đó thì chưa. Thành ra là sẽ không tới được với nhau. Em cũng không muốn an phận. Còn rẻ mà. Đi học, đi về, đi ăn, đi ngủ, chơi. Em cũng 53 rồi. 53 thì sao? Em mới 20 tuổi à? Thì qua 54 một cái, hết 54 là em cũng trưởng thành rồi, là xem như là bắt đầu bươn chải rồi. Ừ. Nhưng mà vẫn còn trẻ, trẻ chán. Ừ. Vẫn 21, vẫn còn đôi mươi mà. Anh 30 rồi. Thì em... Thì sao? 30 vẫn còn trẻ chán mà. Em thấy bây giờ đàn ông ba mấy tuổi cưới vợ là chuyện bình thường. Ba mấy 40 vẫn còn cưới được. Tại sao? Tại vì khi 40 tuổi cưới vợ đi thì mình 60 tuổi, còn mình 20 tuổi vẫn được. Đó. Anh thì anh không quan trọng chuyện đó. Thực anh thì chỉ quan trọng cái việc gia đình thôi. Vậy như là mình có gia đình thì cũng yên tâm hơn. Rồi đi làm hay này nọ, về có một cái hậu phương để lo cho mình, để hỗ trợ mình rất là nhiều thứ. Lúc này phải hát bài Những Suy Nghĩ Trong Anh. Cái gì? Nó xàm xàm. Tuyền là một cô gái hơi còn nhỏ, còn khá là trẻ, thì chắc chắn là sẽ chưa chín chắn, cũng như là cũng hơi trẻ con. Nhưng mà em thấy mọi người ăn trước vẫn được mà. Mọi người đang chờ em về ăn, mà trong khi em kêu mọi người ăn trước cũng được. Thì em... Anh đâu có la gì em đâu mà em khóc. Anh chờ mọi người về ăn chung cũng là lỗi của anh đi ra. Bé Tuyền á, thì em thấy tính bé thì dễ thương, đáng yêu. Nhưng mà cái là bé còn con nít đó. Còn nít. Đúng rồi, mới 97 thì còn nhưng nhiều khi suy nghĩ chưa được chín chắn thôi. Còn Vi thì bởi vì Vi cũng lớn, cũng nhỏ hơn Phú có 2 tuổi thôi. Thành ra là Vi chững chạc hơn nè. Vi nói chuyện cũng kiểu như là có một cái sự tạo một cái sự dễ chịu với những cái người mới gặp như Phú, gặp Phi nói chuyện rất là dễ chịu. Em thấy là vụ hôm qua anh sai hay Tuyền sai? Nói chung là em thấy không ai sai hết. À. Thì lúc mà trong phòng em cũng nói với Tuyền á là thật sự anh Phú nói đó, anh Phú không có suy nghĩ, thật sự anh nói không có ý gì luôn á. À. Thì nói chung mọi người nhường nhịn nhau một xíu, tại vì cái chuyện nó không có đáng, anh thấy nó có đáng đâu. Ừ. Nó chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi mà tự nhiên giận nhau thì nó không hay.
Nói chung là Vi vừa đảm công việc ở nhà và Vi còn kinh doanh nữa, và Vi rất là giỏi trong việc kinh doanh. Trong mối quan hệ hai người, có thể người kia, có thể là Tuyền cũng đã gặp rất là nhiều người có tính cách tốt hơn Phú. Nhưng mà Tuyền vẫn ở bên cạnh Phú, thì liệu cái việc mà Phú bị lung lay về một người khác có nhiều tính cách như là chững chạc hơn Tuyền, bởi vì tất nhiên là số tuổi, do số tuổi lớn hơn Tuyền nhiều, thì liệu cái việc Phú làm đang là đúng hay sai?